Nói chung anh em tới lại với channel chơi game của mình ha. Ok, hôm nay xin tiếp tục chơi cái tựa game là Modern Combat 5. Em ơi, cái thì Hương đi đầu tương đầu chương trình thì mình sẽ bắt đầu chương trình, đó là mở rươi anh em ơi, mở hộp đập hộp anh em ơi. Ok, nay mình cho ba cái hộp thôi, không có nhiều hộp nhưng mấy cái lý tứ anh em độ phộng. Cái gì rất là hên, độ phộng 1 2 3 4 4 cái vàng luôn anh em ơi. Độ phộng toàn mảnh xuống xịn không à. Ok, mình sẽ cố gắng tích điểm, tích mấy cái mảnh đó mình sẽ giáp xuống bắn test cho anh em xem ha. Ok, cái game này mình cũng khá là vãi nồi. Ô đồ độ phộng mở một cái gương combat nha, ba mảnh súng mình có thể ghép được luôn. Lát mình sẽ hay ghép đu được cây nguyên cây này luôn, phải nói vậy. U nó hay rất là nhiều mảnh ngon luôn, đầu phộng hết như vậy. Nên thì game này mình không có dám chơi tướng anh em ơi, miễn mình vô chơi game này là mình quay trên xe luôn chứ mình không có dám. Trong thời gian không có quay mình không có chơi ha, nên nạt mình nó cụ bắp lắm, mình thì sợ mình vô cái kia anh em ơi. Khi vô cái mình chơi xong thì có cái súng mới rồi cái này đưa clip mới thì clip ok kỳ tan không bỏ đi đậu phộng mệt quá. Ok, thấy đậu phộng mình đang ghép con rất là nhiều súng con em ơi, đậu phộng nhiều súng con mới nồi ba cây súng con rồi. Ok, mình nghĩ là mình xài cái súng con này, súng này là súng xịn nhất trong ba cây súng của mình. Hả phộng súng con thì mình đang có cái đó là xịn nhất rồi đó. Rồi thấy thì mình còn rất là cô bắp nên thấy này ok rất là vãi nồi. Ok, đậu phộng này giờ súng con rất là dữ dội ha, đậu phộng thì một vàng súng con rất là dữ dội. Đâu tàu phát nó hay đây rất nhiều loại cờ lá luôn, đâu phát có tàu phát cờ lá luôn. Thế sao mình sẽ bắt đầu đâu có tàu phát gì con nét tiên không nổi da gì ạ à? Bà sao mất wifi rồi, cái da cúp điện rồi tại bà này, gọi từ nên đợi chút nha. Dạ ok, có điện lại anh em ơi, đậu hầm nó phải nồi vậy. Đây tự nhiên nãy cúp điện cái có điện lại anh em ơi, là mất mạng mà. Ok, mình sẽ gắn lại cái nào giam thanh đậu phộng, cái gắn nào giam thanh như cây này luôn anh em. Đậu phộng có nào giam thanh bắn nó mới im chứ. Cây này nào nhân có mấy cây con rất là ba đạo luôn ha, rất là nhiều cây con dữ dội luôn. Mình thì không dám chơi tướng tại vì thêm có súng mới mà nó thắc mắc tại sao thì mình có cái súng này. Ok thằng cao, ok mình sẽ bắt đầu trang bị những cái món cần thiết, lát mình sẽ vô bắt đầu làm nhiệm vụ của mình ha, nhiệm vụ hay là cốt truyện nha anh em ơi. Ok, nó thấy mình đã gặp được cây MB5 rồi, đậu phộng cây MB5 giống cây MB5 tôi kêu quá vậy. Còn cây này là cây cái gì quên tên ta, cái thường mấy cái súng quen không anh em ơi. Đậu phộng mình quên tên nó mới ghê chứ không sao anh em ơi, thì tên trong game này thì đặt tên khác anh em mình đã, thì mình có thể đổ rất là nhiều đồ phẩm, ok độ nồng hay độ băng đạn cái kiểu này anh em ơi. Ok không sao, ok thì mình sẽ trang bị một chút đồ gì đó để lên đi ba ơi. Ok, mặc đồ trang bị cái súng bài sắc cao dòng bán cho đẹp anh em, rồi cái súng con để nó vàng đi, cái bộ đồ để cho được bộ đồ bài sắc cao dòng cho nó nổi bật anh em ơi. Ok, cái nghĩ là đủ rồi đó, đầu phộng gì đó, đầu phộng ai da. Có bộ này anh em, bộ này bấm mặt vô y cũ mà mặc làm đế gì. Nói thì mấy bộ này thì mình sắp được hai anh em, sẽ cố gắng được anh em ơi. Cái này có vô đầu phộng, bộ này cũng y chang mà, có tập phát ok mặc vô hai anh em ơi. Như công mà mặc như không mặc anh em ơi, kệ đi anh em ơi, ok mặc luôn ha. Cái thì nghĩ là mình sẽ bắt đầu vô tặng luôn nè, và từ còn gì hết đâu các bạn. Ok, mình nghĩ là mình đủ xài ba lá này là ba cái lá hợp lý nhất bây giờ anh em ơi. Ok, xài cái súng hụt này vô luôn, cái này thì mình đổi qua bazooka, ok hợp lý rồi đó. Với ba cái lá này mình có thể đánh tem rồi. Ok, để mình đổi màu của súng cho đẹp nè, để vàng luôn ha. Ok, tạm thời để vàng hết luôn đi, thì quá là hợp lý luôn rồi. Ok, mình sẽ bắt đầu làm tiếp tục cái nhiệm vụ hay là gì đây, coi coi còn gì hết đâu, còn gương nhau. Ok, đây là chế độ bắt tù rồi, giờ anh em cho đẹp chế độ trong game Modern Combat này thì cũng có chế độ giống BOBG đó anh em ơi. Em phải chơi má ha. Ok, mình sẽ làm cái nhiệm vụ booty layer này anh em ơi. Ok thì nghĩ là mình sẽ tua nhanh và ghép nhẹ cái khúc bắn nhau vô. Thì game này mình không có luyện nhiều, nổ lộn không phải không luyện gì mà mình không cần mình tải về mình quay là mình chơi cho nó xem mà. Quay là mình chơi đó anh em ơi, thì không mấy cái thời gian mình không quay thì mình không vô luyện nên bắn rất là ngu, thì mong anh em thông cảm ha. Bắn cũng tạm được anh em ơi. Ok thì chúc anh em hưởng thức vui vẻ nha. Hẹn lại anh em sau nha. Ok, hẹn lại anh em cuối video anh em.
We'll be right back.
Thì mình mới nhận được một cái ưu đãi mới thì mình sẽ quay cho nên xe luôn ha. Ok, mình mới nhận được cái cây súng. Ok, để mình viết này cái đậu phộng, chứ mình không đâm nó được. Cái đậu phộng nó bị gì á. Thì cái game này mình cũng không di chuyển cũng không ổn được, không có mượt được ha, tại vì nó rất nặng, nhìn nặng nặng sao anh em ơi. Đậu phộng di chuyển rất là khó luôn ha, không có nhảy được gì cả, chỉ ngồi xuống ngoài kia thôi anh em ơi. Đó là vải nồi từ vị trí của cái game này ha. Ok, không sao anh em ơi. Ở đây là một cái súng gì đây? Ủa. Kìa, ổn mày tới bà ngu em nội ơi. Thì mình mới nhận được, nó cho mình thử cái súng này một tiếng ha anh em. Đậu phộng, ủa mình tưởng cái súng này súng lụ nãy nghe, súng này súng ngoại tiện mấy anh em ơi nè, súng ngoại tiện không ông nội. Trời ơi, nãy giờ mình tưởng súng lụ mình bắn lên trời nó rơi xuống nổ đùng, ai ngờ đậu phộng súng ngoại tiện nó bắn lên trời đi luôn nội ơi. What the fuck, đi qua hành tinh khác luôn nội ơi. Ok, không sao ha, mình sẽ bắt đầu tiếp tục vào cái trận đấu nào anh em ơi. Cái đéo gì vậy, cái đậu phộng cái chỗ sờ bao của tem địch hay nè. Ok, bắn rồi. Ô dưới đường kêu anh em ơi,
Ok, chọn lựa đạn vô, đưa vào chọn ngu qua chọn ra ngoài ra. Mình sẽ đột kích vô luôn ha. Ai đụ cái thằng đang đứng ra, cái thằng đang đứng này đầu hồng dữ vậy. Ai sao bắn tật lắc vậy, bắn khó vậy. Bắn chậm như cái súng Sida vậy, đầu hồng cái súng hụt Sida quá anh em ơi. Đồ nó thì sao tận đấu mình tổng mấy thằng xài súng xịn không vậy? Mình chọn xài súng Sida không mà không có giáp nó bắn ỉa quần luôn ạ. Ok không sao anh em ơi. Bởi cuộc đời không có nạp tiền ít khi cài cho anh em. Ok, mình nghĩ là sau cái clip này mình sẽ vô cài luôn ha. Sẽ cài không trong thời gian chưa quay mình sẽ cài ha, đậu phộng. Thì có cái súng rất là độc quyền ha, mình cũng không thể lượm được. Cái súng rất là mạnh mà mình không thể lượm này ha. Nó tùy class thôi anh em ơi. Thì nó bắn nhau, nó bắn mình hoài á. Thấy có một quả lựu đạn mình sẽ trò xuống cái hầm. Đậu phộng quỷ này đi ngang đặt đùng, nổ cái đùng anh em ơi. Cái đậu phộng mình sẽ bắt đầu qua kiếm nó chơi nữa. Đậu phộng chết hoài mà không tỏ. Ồ, cái súng xịn như bay. Cái mượn bắn chơi nơi đậu phộng xuống bắn khó vậy. Ây da, đậu phộng cái này đậu phộng. Thì cái đậu phộng cái đại liên gì tao vậy bắn. Cái dạng sao nào tao cái gì. Bắn hoài không bể. Ồ, xong đâm không được. Cái đậu phộng nó về hoài nha. Đồ được nè. Đậu phộng nó giờ game vẽ nồi vậy. Đâm hoài đéo được. Ơ chết mẹ nữa anh. Đậu phộng nha, nó ok lắm rồi nha. Con ba mày. Ok con sao anh em ơi. Bởi cuộc đời như một cuộc chơi. Ôi nó giỡn thôi anh em ơi. Ok nó thấy đồng đội mình nó mới kêu máy bay ra. Thấy được tất cả chỗ vị trí cái tên địch rồi. Sao làm kiếm á đù nó còn đứng trong nhà. Nó hủ nhà nãy giờ hả. Đội phòng còn hầm bên đây nữa. Ôi, xong không thấy nó ta. Á đù xuống kiếm tao nữa. Ây da chết bà đây. Trời ơi tổ lái trong nội tổ lái có bằng ha. Thế nó còn chính máu ơi. What the fuck. Lạng lách qua lạng lách lại mọi ơi. Mà mình thì đứng yên như cầm xuống nhóm nó bắn mình cây một rồi đúng rồi. Rất là ngu từ vị trí của chơi gà mình này. Em bắn hơi ngu rồi anh em ơi. What the fuck. Surprise motherfucker headshot nha mày. Lắm đậu hậu quỷ kia. Tao mới nhìn thấy mày chơi kia bắn mày nữa. Mày bắn tao cái thằng quần này. Ok không sao anh em ơi. Mình ra mình chơi khô má. Đâm này được đấm lẻ. Rồi đéo cho đâm. Ây da mấy lần rồi nha. Đậu phộng đi đâm cái chơi coi. Ok. Thấy gì đậu phộng cái súng xịn mà nồi. Mày không thể lượm được ha. MK7 luôn. GCF D8 anh em ơi. Đậu phộng như vậy. Ok không sao. Mình phải chạy lẹ thật nào. Đậu phộng ai đù con này nữa. Sao mình đéo đâm được cái. Ồ được nè anh em. Cái thì hô hắn quá ha. Thì cho clip mình xin tạm dừng. Các bạn nhớ like share. Cái này hôm nay. Goodbye. Hẹn gặp lại các bạn trong video xem lần sau. Mình kia ok anh em ơi. What the fuck.